Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp vaccine của Nga. Lần đầu tiên Thủ tướng được giới thiệu làm ứng viên chức chủ tịch nước. Gần 500 tổ chức lên án Việt Nam và các nước đã ngăn Liên Hiệp Quốc chỉ trích quân đội Myanmar. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một tuần sau khi nhận lô vaccine Sputnik V do Tổng thống Vladimir Putin tặng, Việt Nam hôm 23 tháng 3 chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp vaccine do Nga sản xuất để chủng ngừa COVID. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Matrushev ngày 16 tháng 3 tặng Việt Nam 1.000 liều Sputnik V trong chuyến công du tới Hà Nội. Đây là vaccine nước ngoài thứ hai được Việt Nam chấp nhận cho sử dụng trong nước trước nhu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID, theo Bộ Y tế. Đầu tháng 2, Việt Nam phê duyệt cho vaccine AstraZeneca. Bộ Y tế Việt Nam nói, vaccine của Nga được Việt Nam phê duyệt dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế cung cấp. Tháng 8 năm ngoái, Việt Nam đã đăng ký mua từ 50 tới 150 triệu liều vaccine do Nga sản xuất. Chưa biết khi nào Việt Nam sẽ nhận được các liều vaccine này. Tính tới ngày 23 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 2.575 ca nhiễm và 35 người chết vì COVID, theo Bộ Y tế. Việt Nam lần đầu tiên sẽ có một đương kim thủ tướng được giới thiệu làm ứng viên chức chủ tịch nước, hiện đang do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm từ khi Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời năm 2018. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được báo Nhà nước dẫn lời cho biết hôm 23 tháng 3 rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được giới thiệu để bầu chủ tịch nước tại kỳ họp của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 24 tháng 3, và điều này chưa có tiền lệ. Khoảng 25 chức danh lãnh đạo sẽ được Quốc hội kiện toàn tại kỳ họp này, trong đó có Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Ngoài Thủ tướng Phúc được giới thiệu ứng cử khối Chủ tịch nước, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ứng cử khối Quốc hội. Theo giới quan sát, ông Phúc sẽ trúng cử chức Chủ tịch nước, một chức danh mang tính nghi lễ nhiều hơn là thực quyền so với chức vị đứng đầu chính phủ ông đang nắm hiện nay. 488 tổ chức xã hội dân sự Myanmar ra tuyên bố chung bày tỏ thất vọng về việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thiếu hành động cương quyết trước cuộc đảo chính và giết người tàn bạo của quân đội Myanmar, đồng thời chỉ trích Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ đã ngăn Hội đồng thông qua tuyên bố lên án mạnh mẽ quân đội Myanmar. Tuyên bố chung ngày 16 tháng 3 của 488 tổ chức xã hội dân sự Myanmar từ nhiều quốc gia trên thế giới có đoạn viết: "Chúng tôi vô cùng thất vọng về việc không thể đưa ra tuyên bố này do bất đồng từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam." Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 10 tháng 3 không đạt được đồng thuận để ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ đảo chính quân sự hồi đầu tháng 2 tại Myanmar. Lý do là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam đã đề nghị sửa đổi bản thảo tuyên bố do Anh soạn, yêu cầu không đề cập tới đảo chính và rút lại lời đe dọa sẽ có biện pháp tiếp theo. Việt Nam, thành viên không thường trực của hội đồng, là nước đầu tư lớn vào Myanmar với hơn 200 doanh nghiệp đang làm ăn tại Myanmar, theo Nikkei Asia. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị ở Myanmar cho biết ít nhất 217 người biểu tình đã thiệt mạng và 2.655 người bị bắt kể từ cuộc đảo chính diễn ra hôm 1 tháng 2. Tòa án cấp cao Tokyo ngày 23 tháng 3 giữ nguyên án chung thân đối với thủ phạm sát hại bé gái người Việt 9 tuổi vào năm 2017. Truyền thông Nhật cho biết, tòa bác kháng cáo của Yasumasa Shibuya, 49 tuổi, cựu trưởng nhóm phụ huynh tại trường tiểu học Musumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, và phán rằng bằng chứng thu thập và sử dụng để kết tội giết bé gái Lê Thị Nhật Linh, học sinh lớp 3 của trường, là hợp lệ. Theo phán quyết của tòa án quận Chiba vào tháng 7 năm 2018, ông Shibuya đã bắt cóc bé Nhật Linh ngày 24 tháng 3, 2017, tấn công tình dục và bóp cổ trước khi bỏ xác gần mương thoát nước ở thành phố Abiko hai ngày sau. Tòa án quận kết án Shibuya tù chung thân vì ADN của ông này được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân, trong khi mẫu máu trong xe của ông ta có ADN trùng khớp với nạn nhân. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Ban quản lý đường sắt đô thị Sài Gòn cho hay sẽ tháo dỡ rào chắn trên đường Lê Lợi của dự án Metro số 1 tuyến Bến Thành – Suối Tiên, trả lại mặt bằng sau gần 7 năm chiếm dụng, khiến các hoạt động thương mại ở khu vực này bị đình trệ. Ông Nguyễn Hoàng Thắng bày tỏ vui mừng. Con đường này đó là con đường Lê Lợi,
Là đi ra cái quân binh tiến vệ nè, đó là quân binh vệ. Giờ nó gào cái này không biết nó làm gì á. Chú không biết nhưng mà nó làm gì, nó cản trở cho người dân, nó bất tiện cái đường giao thông. À, nếu mà nó tháo được cái này sớm á thì tiện cho người dân hơn. Cuộc sống và việc kinh doanh của người dân tại mặt đường Lê Lợi bị ảnh hưởng rất nhiều, ông Đỗ Văn Sang kể. Dựng đây thì nó ít khách vô để mua sắm đâu con biết không? Tự vì với lại với người ta ít có xe không vô đây được đó, cho nên mua bán hoặc là chú cũng ảnh hưởng đến cái phần nào người ta buôn bán, người ta mua bán đây là người ta mướn mặt bằng đồ gặp khó khăn người ta đóng cửa hết. Gạo này thì người ta cũng không có khách khứa đâu vô đây được đó, cho nên người ta buôn bán cũng gặp khó khăn biết không? Giờ người ta mướn nhà cũng cái giá cao, quầy mặt tiền này cũng giá cao, bây giờ cái này che chắn hoặc là có dịch này kia cũng bớt khách không biết không? Với lại người ta ít ghé vô đây tự mắc cái nè. Ông Sang nói rằng tuyến đường đang có rào chắn vốn là nơi có các hoạt động thương mại nổi tiếng của Sài Gòn từ trước năm 1975. Hiện tại thì những số phận cư dân gắn liền với con đường Lê Lợi đang mong chờ tới ngày được dỡ tôn và rào chắn để trở lại cuộc sống bình thường. Ông Thắng nói. Làm cái tuyến đường trước tiên vậy đó thì bác thấy cũng chịu chứ lâu phải mà không thích, nhưng mà có một cái là để lâu quá, có hiểu không? Là tháo mà trước lễ 30 đây thì càng tốt á. Giờ thì người dân chỉ biết cầu mong tuyến metro sớm đi vào hoạt động để cuộc mưu sinh được như trước, ông Sang bày tỏ. Cũng khó khăn được rồi, chứ đâu phải mình đâu. Mình cũng gắng chịu thôi chứ giờ mình nói gì đâu. Nói thì cuối năm hoặc là 34 và cuối năm dở này cho nó thông quát thì kia xe cổ lưu thông gì thôi. Từ cửa nhà nhìn ra, người dân sinh sống tại đường Lê Lợi hàng ngày bị bủa vây bởi tấm toàn xanh, làm bạn với bụi bặm và tiếng ồn trong gần 7 năm qua. Họ vẫn chờ đợi một ngày gần đây, con đường Lê Lợi của Sài Gòn sẽ được trả lại như hồi nào. Và ngay bây giờ là bản tin thế giới. Thêm một bất lợi cho vaccine COVID-19 của AstraZeneca, vốn đang bị chất vấn về tính hữu hiệu, liều lượng và các phản ứng phụ khả dĩ. Một cuộc thử nghiệm trên diện rộng thành công của vaccine này tại Mỹ đang bị Hội đồng Theo dõi Dữ liệu về An toàn đặt dấu hỏi. Đây là một ủy ban độc lập giám sát cuộc thử nghiệm tại Mỹ. Ủy ban này bày tỏ quan ngại rằng AstraZeneca có thể đã đưa các thông tin chưa cập nhật từ cuộc thử nghiệm này, và do đó có thể cung cấp cái nhìn không toàn diện về dữ liệu hiệu nghiệm của vaccine. Các quan ngại này khiến người ta thắc mắc liệu hãng dược của Anh có thể xin Mỹ cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine của họ tại Mỹ như dự trù hay không. Chỉ cách đây một ngày, dữ liệu lâm thời từ cuộc thử nghiệm cho thấy các kết quả tốt hơn mong đợi. Vaccine AstraZeneca cùng sản xuất với Đại học Oxford hiệu nghiệm 79% trong việc ngừa COVID có triệu chứng. Trong cuộc thử nghiệm lớn với 32.000 người tại Mỹ, Chile và Peru. Theo dữ liệu, vaccine này cũng hữu hiệu 100% chống lại những hình thức trầm trọng hay nguy kịch của COVID và nguy cơ nhập viện. Nó cũng không làm tăng nguy cơ bị huyết khối. Vaccine AstraZeneca đã được phép tiếp thị có điều kiện hoặc được phép sử dụng khẩn cấp tại hơn 70 nước. Sau một thời gian ngắn ngừng sử dụng, nhiều nước châu Âu đã cho phép dùng lại vaccine AstraZeneca. Một vài lãnh đạo quốc gia cũng được tiêm vaccine này để đẩy mạnh lòng tin công chúng. Tại Mỹ, Viện Dị ứng với các bệnh truyền nhiễm quốc gia đang yêu cầu công ty AstraZeneca xem lại dữ liệu hiệu nghiệm. Thái Lan đầu tuần này bắt đầu thử nghiệm trên người vaccine COVID phát triển nội địa và hy vọng sẽ triển khai sử dụng vào năm tới. Chiến dịch tiêm chủng của Thái Lan nhắm mục tiêu trước cuối năm nay tiêm chủng cho phần nửa số dân trưởng thành. Sử dụng 61 triệu liều vaccine AstraZeneca sẽ được sản xuất trong nước từ tháng 6. Ứng viên vaccine do công ty dược quốc doanh GPO phối hợp với khoa dược nhiệt đới thuộc Đại học Mahidol và một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ bào chế và dùng một virus bất hoạt để kích hoạt miễn dịch. Bộ trưởng Y tế Thái nói vaccine này sẽ mang lại cho Thái Lan nhiều giải pháp, bớt hạn chế và nâng cao hệ thống y tế công cộng của Thái Lan. Hiệu trưởng Đại học Mahidol cho biết, cuộc thử nghiệm trên người sẽ nhận 460 tình nguyện viên. 210 người trong số này sẽ được tiêm trong giai đoạn 1.
Giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu vào tháng 7 và kết quả sẽ có trước cuối năm. Một vaccine nội địa khác của Thái do Đại học Chulalongkorn phát triển sử dụng công nghệ mRNA. Vaccine này dự kiến sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm trên người. Thái Lan có tổng cộng 27.876 ca nhiễm và 91 người chết vì COVID. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23 tháng 3 cam kết tái thiết và vực dậy Liên minh quân sự xuyên đại Tây Dương NATO và chia sẻ kế hoạch của Mỹ về khả năng rút quân khỏi Afghanistan. Phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở NATO, ông Blinken nói, Liên minh hiện đang trong một thời điểm quan trọng, đối mặt với những đe dọa trên toàn thế giới, cũng như vấn đề biến đổi khí hậu. Tôi đến Brussels vì Hoa Kỳ muốn tái lập đối tác quan trọng nhất và trước tiên nhất với các đồng minh NATO. Được hỏi về khả năng rút quân ra khỏi Afghanistan, ông Blinken nói, cuộc duyệt xét các giải pháp đang được tiến hành và ông sẽ lắng nghe và tham khảo với các đồng minh. Các ngoại trưởng trong khối NATO sẽ thảo luận về Afghanistan trong hai ngày tới tại Brussels. We went in together. Chúng ta cùng tới, cùng điều chỉnh và khi đúng thời điểm, chúng ta sẽ cùng ra đi. Nga và Trung Quốc ngày 23 tháng 3 tuyên bố muốn họp thượng đỉnh với các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giữa tình trạng mà họ mô tả là xáo trộn chính trị tăng cao và Nga nói họ tin là Hoa Kỳ đang hành động theo cách phá hoại. Nga, Trung, hai nước đồng minh đang có các mối quan hệ căng thẳng với phương Tây, kêu gọi cuộc họp thượng đỉnh Liên Hợp Quốc trong tuyên bố chung sau cuộc họp của Ngoại trưởng đôi bên. Moscow lâu nay đơn phương thúc đẩy một cuộc họp thượng đỉnh như vậy. Tuyên bố không nhắc đến tên Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được hãng tin TASS dẫn lời tại cuộc họp báo sau cuộc họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng cả Moscow và Bắc Kinh đều không hài lòng với thái độ của Mỹ. TASS trích lời ông Lavrov nói, Washington dựa vào quân đội và đồng minh chính trị thời chiến tranh lạnh để tìm cách hủy diệt kiến trúc lập pháp quốc tế. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nga với Washington đều căng thẳng. Các giới chức Mỹ và Trung Quốc ngày 19 tháng 3 kết thúc những cuộc thảo luận mà Washington gọi là gay go và thẳng thắn tại Alaska, trong khi đại sứ Nga được triệu hồi về nước sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ sát nhân. Khởi động chuyến đi thăm Trung Quốc 2 ngày hôm 22 tháng 3, Ngoại trưởng Nga kêu gọi Moscow và Bắc Kinh giảm bớt sự lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Tuyên bố chung Nga-Trung hôm 23 tháng 3 cũng yêu cầu các nước tránh can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Nga và Trung Quốc. Ông Lavrov nói, Nga và Trung Quốc xem các chế tài của châu Âu và Mỹ là không chấp nhận được. Hôm 22 tháng 3, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Anh và Canada áp đặt chế tài lên một số giới chức Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Nga cũng sắp bị vòng chế tài mới của Mỹ về điều mà Washington gọi là can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, nhưng Moscow phủ nhận. Theo TASS, ông Lavrov cũng chỉ trích mạnh mẽ Liên hiệp châu Âu, cáo buộc Brussels phá hoại các quan hệ giữa Nga với EU và tuyên bố hiện nay Moscow chỉ quan hệ với từng nước EU riêng rẽ mà thôi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23 tháng 3 cho biết đã triệu đại sứ của Liên hiệp châu Âu, ông Nicolas Chapuz, để nghiêm khắc phản đối những chế tài mà EU áp đặt lên các giới chức Trung Quốc vì vi phạm nhân quyền tại Tân Cương, Trung Quốc. Mỹ, Liên hiệp châu Âu, Anh và Canada áp đặt các chế tài hôm 22 tháng 3, hành động phối hợp đầu tiên của phương Tây chống Bắc Kinh dưới thời tân Tổng thống Joe Biden. Bắc Kinh đáp trả tức thì bằng các biện pháp trừng phạt chống lại EU dường như rộng rãi hơn, trong đó có các nhà lập pháp, nhà ngoại giao, các viện và các gia đình EU, cấm họ giao dịch thương mại với Trung Quốc. Các chính phủ phương Tây đang tìm cách quy trách nhiệm cho Bắc Kinh về việc giam cầm đông đảo người Hồi giáo Uyghur tại Tây Bắc Trung Quốc, nơi Hoa Kỳ nói Bắc Kinh đang phạm tội diệt chủng. Trung Quốc phủ nhận tất cả các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Vào thời điểm này, khi dịch bệnh COVID đang từng bước được khống chế tại Mỹ, học sinh ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington đã dần quay trở lại trường học. Tùy thuộc từng quận, hạt mà học sinh các bậc học đã có thể quay trở lại trường từ 1 cho tới 2 ngày mỗi tuần. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Các bậc phụ huynh có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của con em mỗi ngày đến nhà trường. Còn nhà trường thì có các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
là một phụ huynh có con nhỏ mới quay trở lại trường tuần vừa rồi, ông Phan Đức Hiếu sau khi tìm hiểu kỹ càng đã không còn lo lắng khi cho phép con trở lại học đường 2 ngày mỗi tuần. Trong trường thì họ một lớp học không quá 12 người tính cả giáo viên và tất cả những nhân viên kỹ thuật ở trong đó. Bàn ghế thì được xếp social distance, có những nhân viên đứng ở ngoài hành lang để sẵn sàng chỉ dẫn cho các em đi đường nào hoặc là có thể nhắc nhở các em nếu mà các em không có giữ cái khoảng cách an toàn. Ở nơi restroom họ cũng để, nơi nhà vệ sinh họ cũng để những cái bảng là chỉ 2 người được vào một lúc mà thôi, không được nhiều hơn. Và với những cái sự chuẩn bị này thì đối với tôi là một bậc phụ huynh thì tôi cảm thấy rất là an toàn để cho con em của mình hãy quay trở lại học. Trong suốt năm qua, học sinh ở khu vực thủ đô nước Mỹ học online tại nhà để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Cho tới thời điểm này, có thể nói phần lớn các học sinh đã quen thuộc với hình thức học tập này. Tuy vậy, việc được quay trở lại trường học, gặp gỡ bạn bè đối với các em vẫn vui vẻ hơn và giải tỏa được những tù túng trong suốt một năm dài vừa qua. Những gia đình đồng ý cho con quay trở lại trường cũng nhận thấy sự thay đổi của con em khi chúng quay lại trường gặp gỡ thầy cô và bạn bè. Con của tôi thì nó cũng thấy được vui hơn, tại vì trong gần một năm qua, hơn một năm qua em ở tại nhà học, mặc dù cháu rất là vui, cũng có thể tự do vừa học vừa ăn thức ăn nhẹ, nhưng mà em không có cái bạn ở trong cùng gần với mình. Nên khi được trở lại đó thì các em, con của tôi cảm thấy vui hơn và thích thú hơn. Mặc dù hiện tại thì các em chỉ mới được trở vào trường 2 ngày một tuần mà thôi. Gần đây số ca dương tính và tử vong vì COVID có chiều hướng giảm, cộng thêm việc vaccine đang được gấp rút triển khai trên diện rộng và thời tiết cũng đã ấm áp trở lại là những cơ sở để các trường học mở cửa cho học sinh quay trở lại học tập vào thời điểm này. Dự kiến vào tháng 9 đầu năm học tới đây, khi phần đông dân số Mỹ đã được chủng ngừa COVID, học sinh các cấp sẽ trở lại học đường, học tập trực tiếp 5 buổi mỗi tuần như trước. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you from Nairobi, Kenya. Thank you from Jakarta, Indonesia. Thank you from South Korea. Thank you from Moscow. Thank you from Washington DC. Hassan Firdous, Voice of America. Control coronavirus in this month. A stark symbol of how the COVID-19 could have global ramifications. Trong ngày này, chúng tôi thường mở đầu với những câu chuyện quan trọng nhất. Và câu chuyện này nói về quý vị. Về chúng tôi. Về tất cả mọi người tại VOA. Về tất cả những ai ủng hộ VOA. Để nói lời cảm tạ về tất cả những gì mọi người đã làm kể từ đầu đại dịch tới nay. Để tìm ra cách thức mới thực hiện sứ mạng. Vận dụng thành thạo kỹ thuật bằng sự khéo léo, linh động tuyệt vời. Vẫn gắn bó cùng nhau trong khi xa cách. Thấu hiểu sự hy sinh của rất nhiều đồng nghiệp. 3, 2, 1. Thực hiện những nhiệm vụ thiết yếu vốn chỉ có thể làm được từ phòng thu và phòng điều khiển. Làm việc một mình nhưng cùng nhau, chúng tôi đã vượt qua những trăn trở đau đáu rằng liệu có làm được hay không. Bạn xong chuẩn bị cho appointment ở bóng VOA. Join the conversation each week right here on ITV. If I just edit this piece and finish, we're good to go. Thay đổi cách làm việc nhưng không làm sút giảm công việc. Bundan sonra yapmaları gereken somut tường trình các tin tức mà trong bất kỳ năm nào cũng có thể trở thành câu chuyện nổi bật nhất của năm. Dưới những điều kiện dường như thay đổi theo từng ngày.
Chúng tôi không chỉ là đối mặt với một trong những thử thách cam go nhất của cuộc đời, mà chúng tôi tường trình về thử thách đó như thể cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào nó, và một năm sau chúng tôi vẫn làm như thế. Và chúng tôi mạnh mẽ hơn vì điều này, kể cả cá nhân hay tập thể. Trong lúc chúng ta mang khẩu trang và giữ giãn cách xã hội, vaccine mang lại niềm tin rằng đại dịch sẽ sớm qua đi. Nhưng có một điều sẽ tồn tại mãi: lòng cảm kích sâu sắc về sự kiên trì và hy sinh của tất cả mọi người và gia đình của họ. Để giữ cho VOA luôn và mãi là nguồn thông tin đáng tin cậy, chính xác, toàn diện và khách quan. Đông Nam Á, nơi sinh sống của 655 triệu người, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, với hầu hết số ca nhiễm được báo cáo ở Indonesia. Khu vực này đang bị thiếu vaccine ngừa COVID-19, điều mà Hoa Kỳ muốn giải quyết cùng với Nhật Bản, Úc và Ấn Độ, nhóm được gọi là Bộ Tứ. Một mối quan hệ đối tác chung mới đầy tham vọng sẽ đẩy mạnh sản lượng vaccine vì lợi ích toàn cầu và tăng cường tiêm chủng nhằm mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Kế hoạch tài trợ do Bộ Tứ đưa ra sẽ giúp các nhà sản xuất vaccine Ấn Độ tăng sản lượng lên tới 1 tỷ liều vào năm 2022. Số vaccine này sẽ được sử dụng chủ yếu ở Đông Nam Á, theo một quan chức chính quyền. Tổng thống Joe Biden đã phải chịu áp lực phản ứng với chính sách ngoại giao vaccine của Bắc Kinh khi ông tìm cách tiêm chủng cho tất cả người Mỹ trước tiên. Vào tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng vaccine do Trung Quốc sản xuất sẽ trở thành hàng hóa công cộng toàn cầu. Đó là câu chuyện mà chính quyền Biden muốn thay đổi trong khi tìm cách giải quyết nhu cầu tiêm chủng trong nước và trên toàn thế giới. Họ muốn có một cách tiếp cận liên minh để tập hợp tất cả những cách đối phó COVID của các bên lại với nhau, để đảm bảo rằng chúng tôi không chỉ nghĩ về bản thân, những quốc gia giàu có trong khu vực, mà chúng tôi còn nghĩ về những quốc gia không có nguồn lực và cung cấp một giải pháp thay thế cho cách tiếp cận của Trung Quốc. Bắc Kinh đã cam kết cung cấp khoảng nửa tỷ liều vaccine của mình cho hơn 45 quốc gia và hợp tác sản xuất vaccine này với các nước Đông Nam Á, bao gồm Indonesia. Bộ Tứ thường được coi là đối trọng cho ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết Bắc Kinh không nên quan ngại về hội nghị thượng đỉnh này. Đây là kỳ vọng cho hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và điều đó mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nó mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia có chủ quyền và đặc biệt là các đối tác ASEAN mà chúng ta đã là bạn hữu từ lâu. Cuộc họp kéo dài 90 phút là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo nhóm này kể từ cuộc họp đầu tiên của Bộ Tứ vào năm 2004. Hoa Kỳ đang mong muốn thúc đẩy các liên minh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và đã chọn Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga là nhà lãnh đạo đầu tiên đến thăm Nhà Trắng để gặp mặt trực tiếp Tổng thống Biden. Đây là chuyến hàng y tế quý giá nhất đối với các quốc gia đang triển khai chương trình tiêm chủng chống COVID-19. Đó chính là vaccine. Nhiều ngày sau khi triển khai chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc, Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã chuyển hàng triệu liều vaccine do hãng AstraZeneca của Anh phát triển tới Nepal, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Seychelles, Mauritius và Myanmar. Loại vaccine giá thành thấp và dễ bảo quản được sản xuất bởi một công ty Ấn Độ, đối tác của hãng AstraZeneca, được các quốc gia đang phát triển săn đón. Cử chỉ thiện chí này được các nước láng giềng, ví dụ như Bangladesh, khen ngợi. Gian nan mới biết ai là bạn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhấn mạnh rằng các quốc gia láng giềng sẽ được ưu tiên phân phối vaccine trước. Sáng kiến này có tên gọi tình hữu nghị vaccine. Các nhà phân tích cho biết chiến lược ngoại giao vaccine này là nhằm chống lại Trung Quốc, nước vốn đang mở rộng tầm ảnh hưởng tại Nam Á. Trong khi Trung Quốc cũng chuyển vaccine tới một vài nước, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia Nam Á lại tìm kiếm nguồn cung vaccine của AstraZeneca, vốn được phát triển tại Anh. India will want to make a point here that in this area,
Ấn Độ muốn khẳng định vị thế trong lĩnh vực này, không giống như những lĩnh vực khác nơi Trung Quốc vốn thường xuyên đi trước Ấn Độ về sức mạnh quân sự cũng như kinh tế. Còn trong lĩnh vực dược phẩm, đặc biệt là y tế giá cả phải chăng, Ấn Độ thực sự đã có được lợi thế nếu so với Trung Quốc. Tôi nghĩ đây rõ ràng là một thông điệp của Ấn Độ cho các quốc gia xung quanh rằng các bạn có thể trông cậy vào chúng tôi. New Delhi cũng đã bắt đầu chuyển đi những đơn hàng vaccine thương mại. Lô đầu tiên đã tới Brazil và Maroc. Sẽ có thêm nhiều lô hàng cập bến các quốc gia châu Phi và Nam Mỹ trong những tháng tới. Sau khi New Delhi chấp thuận vaccine AstraZeneca và một loại vaccine khác được phát triển nội địa, Thủ tướng Modi cho biết trong tháng riêng, Ấn Độ sẽ đóng vai trò đầu tàu trong việc cung cấp vaccine. Ngày hôm nay, Ấn Độ với không chỉ một mà hai loại vaccine sản xuất trong nước sẽ sẵn sàng để bảo vệ nhân loại. Được mệnh danh là hiệu thuốc của thế giới trong quá khứ, Ấn Độ đã cung cấp thuốc men thiết yếu cho người dân trên khắp thế giới, và ngày nay cũng vậy. Trong bối cảnh, các công ty Ấn Độ đang tăng cường năng lực sản xuất nhằm đáp ứng được nhu cầu khổng lồ, nước này hy vọng nâng cao hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế như một đất nước góp phần chấm dứt đại dịch. Cần làm rất nhiều điều để có được hình ảnh này. Ngoại giao vaccine không nhắm tới những lợi ích vật chất, nó là để phục vụ xây dựng hình ảnh và quyền lực mềm. Đã có những tiếng nói chỉ trích tình trạng bất công vaccine khi mà các chương trình tiêm chủng đang được triển khai thuận lợi tại các nước giàu có, thì các nước đang phát triển lại phải vật lộn để tìm kiếm nguồn cung. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to the Voice of America's News Words. The Winter Olympic Games begin February 9th in Pyeongchang, South Korea. Participate. Officials from North and South Korea held talks for the first time since 2015 in January. They agreed that 22 North Korean athletes, as well as musical and other performers, would participate in the Pyeongchang Winter Olympics. Participate means to be involved with others in doing something or to take part in an event with others. Participate is a verb and is usually followed by the word in. For example, they want to participate in the Olympic Games. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin VOA Tiếng Việt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Để đóng góp hình ảnh, video hay bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ VOA, bạn làm báo avong@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.